Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay Tuấn Anh để về cho các bạn một chiếc xe, nó phải nói là chả biết là xe gì cả, miễn là ô tô thôi. Chạy từ 200 cây về đây, từ Phú Thọ về đây, con này biển Hải Phòng. Đấy, 15A07125, chính chủ biển Hải Phòng luôn, nhưng mà không có chứng minh thư hộ khẩu chủ xe. Đấy, chủ biên Thủy Nguyên luôn. Đấy, con này là Kia, như là Kia Bride, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2021. Nói chung là xe thì rất là rẻ, nên là nó hơi sập sệ một chút thôi. Đấy, các bạn nhé, phía sau máy nổ, bốn bánh quay đều. Đấy, màu trắng, bốn bánh lốp thì của nó còn khá đẹp. Nói chung là cái dòng này thì chỉ có tí tiền thôi, nên là quý vị chị các bạn cũng chỉ được như thế này thôi. Đèn đóm vẫn sáng, máy vẫn nổ, đăng kiểm dài, nội thất thì ghế da. Đấy, điều hòa thì nó chỉ còn tí hơi gió thôi, anh em về làm cái điều hòa cho nó mát. Bốn lốp còn được 70%. Nội thất chiếc xe đây, nó là Kia Bride vô lăng thời cổ đời 1996. Nói chung đời thì chúng ta không quan trọng rồi, từ 996 hay là 2008 thì nó cũng chỉ là đăng kiểm 6 tháng thôi các bạn nhé. Nội thất thì nó hơi sập sệ, và anh em nào thích đẹp thì dọn dẹp đi cho nó ok, tắp lô tắp ly dọn dẹp cho nó sạch sẽ và sáng bóng thôi. Còn đâu nếu mà không thì cứ thế là chạy thôi. Đấy, chung là cổ này thì hiện tại bên em đang bán là khoảng tầm 25 triệu cho anh em về dọn. Đấy, 25 triệu cho anh em về dọn nhé. Đấy, chỉ có 25 triệu để cho anh em về dọn. Đấy, ok. Đấy, 25 triệu là để cho anh em về dọn thôi. Đấy, hồ sơ thì cứ để nguyên biển này chạy thôi. Nếu mà rút hồ sơ thì phải xin được cái chứng minh thư hộ khẩu chủ xe. Đấy, 15A07125. Ô tô cũ Hải Phòng, kính chào quý khách luôn. Anh em có thể là ghé qua cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Để nguyên như thế này nhá, 25 triệu anh em về tự dọn, tự thay điều hòa. Điều hòa nó thì chỉ còn gió thôi, không còn có độ mát nữa đâu. Có 25 triệu cho một chiếc xe như thế này thì quá là ok. Lắp cả cam lùi đây, nhưng mà không biết là có không. Chắc là không có, đất dây rồi. Đèn đóm thì nói chung là cũng được. Đấy, ghế da nhé các bạn nhé. Ôi giời, cái này thì nó mọt hết rồi. Đấy, về dọn này, táp lô táp ly thì bọc bao rồi. Anh em về thích thì bọc cái loại 3D 5D vào thôi các bạn nhé. Đấy, rất là sập sệ cho mọi người. 25 triệu. Chung dòng này thì em không cam kết về cái gì cả, nó thì nó cũng đâm đụng rồi, tai nạn rồi. Đấy, chỉ được như vậy thôi các bạn nhé. Chung là cái đồng đời 96 giờ gần 20 mấy 30 năm rồi thì nó chỉ được như vậy là quá ok rồi. Đấy, xem thử cái máy của nó lỗ còn được không, quan trọng nhất là cái máy nó mà lỗ được là được. Đây các anh nghe, điều hòa thì vẫn còn hơi gió nhá, cái này chắc là hết ga, các bạn bơm ga vào tí thôi. Ui trần thì vẽ sơn nhăng nhĩ này, nội thất ghế ra. Chạy thử phát xem sao nhé, hệ thống số này. Đây các bạn. Vẫn ok đấy, vẫn biết lắm. Quá ok cho mọi người luôn. Nói chung mua về tập lái, tránh mưa tránh nắng thì nói chung là cũng được. Có 25 triệu thôi thì khá là hợp lý cho mọi người. Với chiếc xe Kia Bride 2996, quá là ok luôn. Anh em nó chạy cao tốc nói chung là cũng được khoảng tầm 80-90 cây, chạy từ Phú Thọ về đến đây thì cũng khá hợp lý cho mọi người, đúng không ạ? Kia Bride là 1996. Thế nữa thì chúng ta sẽ xem cái phần giấy tờ nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy ra xem nó làm sao. Ui dồi, cửa bắt đinh vít rồi. Biết là có mở được khoang máy không. Máy lỗ êm phết các bạn. Vâng, đây là số khung các bạn này. Máy thì vẫn lỗ bình thường, 1.3. Máy 1.3 khá tiết kiệm nhiên liệu. Lỗ rất êm luôn, máy thì chắc là người ta làm lại khoảng mấy lần rồi, lỗ rất êm luôn. Cabo này, chung dòng này thì chả có gì để phải xem cả các bạn ạ. Quan trọng là các bạn mua gọi là sửa sang một chút thôi.
đắp vào đây khoảng tầm vài triệu nữa để đi lại tránh mưa tránh nắng thôi. Vâng, vừa rồi em giới thiệu cho mọi người về chiếc xe Kia Bride 1996, máy 1.4 số sàn, giá là 25 triệu, không bao gì, cũng như là để nguyên như thế này để chạy thôi. Và các bạn thích chỉnh sửa thì chỉnh sửa nhé các bạn nhé. Lốp thì còn đi là khoảng tầm 1 năm nữa cơ. Đấy. Lốp rất là mới luôn, vành R13. Đấy. Anh em về độ lên đi cho nó ok. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem video của em thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0816662386, 0971255863. Đăng ký và like kênh trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị và các bạn ở những video tiếp theo.